mà người ta làm với nhau, những cái sự đồng ý người ta làm với nhau và ký tên là tại vì sao? Tại vì người ta không tin nhau, phải không? Người ta không tin nhau cho nên người ta mới phải làm hợp đồng, làm khế ước, làm giao kèo mà có sự ràng buộc về pháp lý. Nhưng mà khi chúng ta làm phép báp têm thì cái lời hứa của chúng ta với Chúa và lời hứa của Chúa đối với chúng ta không phải là giao kèo, không phải là khế ước và không có cái tính cách ràng buộc về trách nhiệm pháp lý. Cho nên chúng ta gọi nó là gì? Là một cái giao ước, một cái sự khấn nguyện. Giao kèo, khế ước và giao ước đều là những cái sự đồng ý của hai bên. Nhưng mà cái giao ước khi chúng ta làm phép báp têm á, là cái giao ước được thành lập là bởi vì hai bên tin nhau, chứ không phải hai bên không tin nhau. Cái giao ước của Chúa làm với chúng ta và chúng ta làm với Chúa là vì hai bên tin nhau, tin rằng bên nào cũng sẽ thành tín giữ những lời mình hứa. Nếu mà giao ước chúng ta làm với Chúa trong phép báp têm mà có tính cách ràng buộc pháp lý thì không biết chúng ta phải trả tiền phạt hay là chúng ta phải bị bad credit tới đâu rồi. Tôi cũng bị, mà bất cứ anh chị em nào cũng bị. Là bởi vì chúng ta hứa bao nhiêu điều mà chúng ta không giữ hết. Chúng ta giữ một vài điều, chúng ta giữ gần hết, nhưng mà chúng ta không giữ tất cả mọi điều khoản như là chúng ta giữ khi chúng ta ký giao kèo có tính cách ràng buộc pháp lý. Tôi chưa có thấy mục sư nào chạy theo mấy người đỡ đầu cho những người mà làm phép báp têm á. Đây nè, bác thấy không? Cái người đó đâu rồi? Cái người mà bác đỡ đầu ở đây đâu rồi? Sao không thấy trong nhà thờ? Bác hứa là chăm sóc người đó, khuyến khích người đó. Người đó bây giờ đâu rồi? Không có mục sư nào mà chạy theo người đỡ đầu mà chỉ vào cái giao ước hết, phải không? Chúng ta đang ở trong một cái thế hệ, một cái thời đại mà chúng ta thích cái gì? Chúng ta thích buffet, kiểu buffet, đi ăn tiệm ăn á. Không phải chúng ta thích ăn theo kiểu buffet thôi, mà chúng ta giữ khế ước, giao ước với Chúa cũng theo kiểu buffet luôn. Là bởi vì chúng ta muốn lựa cái gì chúng ta thích, chúng ta bỏ vào gì đó chúng ta. Chúng ta không thích thì chúng ta để nó lại. Hồi xưa chúng ta ngồi bàn ăn chung với mẹ, mẹ bỏ cái gì vào chén đó, thì ăn hết tới đó, ta không có lựa chọn gì hết. Có nhiều lúc tôi, mẹ tôi, mấy người không biết đó, tại tôi không có ăn cái hết chén to được. Mấy người mà không biết là bỏ cái chén hết thôi mà tôi phải ngồi ăn, tôi ngồi tôi khóc. Tôi ăn nhưng mà ăn cho tới hết, nhưng mà vừa ăn vừa khóc. Bởi vậy nó khác với lại cái thời xưa của mình. Cái não trạng đó, nó cái não trạng buffet đó, nó lan tràn qua cả đời sống tâm linh, đời sống vợ chồng, đời sống gia đình. Thích thì bỏ vô, không thích thì loại ra. Chúng ta chọn lựa cái chúng ta thích. Không phải chúng ta nhận hết cái trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta không nhận hết những cái lời hứa của chúng ta và chúng ta làm theo. Tôi nói là làm phép báp têm là một ân điển nguy hiểm, là bởi vì chúng ta đặt cái lời hứa trở lại, chúng ta thấy hơi cấn cấy đó, hơi khó theo đó. Và chúng ta nghĩ, ôi Chúa làm mấy cái điều đó, nó đem giết Chúa, nó đóng đình Chúa, mà mình mà theo cái đó mà hết mọi điểm thì cũng nguy hiểm lắm á. Nhất là đi bảo vệ
hòa bình, bảo vệ công bằng xã hội thì cũng nguy nguy cho tới tánh mạng lắm. Cho nên chúng ta cũng phải né. Nhưng mà anh chị em biết không? Các con bé nó đang ngủ. Nó đang ngủ phải không? Có trẻ khóc ở trong nhà thờ là vui lắm á. Ít khi có được trẻ khóc. Tôi nhớ này, tôi nói cho anh chị em nghe, hồi xưa tôi quản nhiệm cái hội thánh ở Siêu Bích số tầng người già không à. Cái hôm đó con cặp vợ chồng trẻ vào, có đứa con nhỏ nó la, cái mấy người mình đang đem nó ra ngoài, thấy bà già tội lắm, đừng, tụi tôi ít có được nghe khóc vậy lắm, cứ để cho nó khóc. Tội mấy người già lắm. Trở lại bài giảng là chúng ta, nếu mà đọc hết lại những lời hứa chút xíu anh chị em sẽ nghe những lời hứa chúng ta hứa khi chúng ta nhận báp têm á, thì chúng ta đọc hết thì chúng ta cũng hơi ngại né né, là bởi vì có thể là nguy hiểm ha. Chúng ta không có chịu, thiệt ra chúng ta nói là trong phép báp têm thì chúng ta chết với Chúa, phải không? Nhưng mà chúng ta đâu có muốn chết 100% với Chúa. Nhưng mà chúng ta muốn gì? Chúng ta kỳ vọng 100% là chúng ta sẽ sống lại với Chúa. Nhưng mà chúng ta không chết 100% với Chúa. Nếu mà chúng ta hành động như vậy á, thì chúng ta hãy tưởng tượng là chúng ta giống như cái gì? Chúng ta giống như là chúng ta đi suốt một năm phục vụ các mùa, thì chúng ta bỏ mùa thương hóa đi, không thờ phượng mùa thương hóa, không thờ phượng trong các thánh lễ tuần thánh, không có làm thánh lễ Good Friday, tức là thứ sáu đau thương. Chúng ta chỉ làm cái gì? Phục sinh thôi. Suốt năm là chỉ làm cái lễ phục sinh thôi. Như vậy đó, tức là Easter thôi, thấy không? Nếu mà chúng ta làm phép báp têm mà không giữ hết các điều mà Chúa đã làm và chúng ta hứa với Chúa, thì cũng như chúng ta suốt năm trời chỉ có ăn mừng Easter mà không đi theo sự thăng trầm của đời sống của Chúa Giêsu. Một chút nữa tôi sẽ cùng anh chị em nhắc lại cái giao ước của chúng ta với Thiên Chúa khi từng cá nhân chúng ta nhận bí tích báp têm. Từng điểm nó như thế này. Chủ lễ sẽ hỏi anh chị em có chuyên tâm trong sự dạy dỗ của các sứ đồ, trong mối dây thân hữu, trong sự bẻ bánh và trong sự cầu nguyện chăng? Một câu nhắc nhở lời hứa nữa là anh chị em có hết sức chống cự điều ác và khi lỡ sa vào tội lỗi, anh chị em có ăn năn quay về cùng Chúa chăng? Anh chị em có dùng lời nói và gương sáng để rao truyền phúc âm của Thiên Chúa trong Chúa cứu thế chăng? Anh chị em có tìm kiếm và phục vụ Chúa cứu thế trong mọi người, yêu người lân cận như yêu mình chăng? Anh chị em có gắng sức tìm công lý và hòa bình và tôn trọng nhân phẩm của mọi người chăng? Đó là những lời mà chúng ta không phải là chúng ta chỉ nói cái câu con xin hứa, nhưng mà chúng ta nói là con xin hứa và xin Chúa giúp con. Nếu mà anh chị em nghe những cái lời hứa này mà trong lòng anh chị em không xốn sang, không cảm thấy mình bị được khuyến khích, được thách thức